Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 cặp đôi tướng không đội trời chung. Các vị tướng có mặt trên miền đất hứa của thế giới Liên Quân luôn mang trong mình một mục đích chiến đấu khác nhau, kẻ vì tiền, vì quyền lực hay đơn giản là đấu tranh vì sinh linh lầm than và chống lại cái ác. Nhưng đôi khi các vị tướng chiến đấu là vì muốn trả thù các kẻ thù không đội trời chung của mình. Có ta thì không có ngươi, phải có một kẻ sống và chết. Khi nào chưa đạt được mục đích thì không ngừng chiến đấu. Và đây chính là lý do S hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn về 5 cặp đôi không đội trời chung trong Liên Quân này. Nào bắt đầu. Top 5, Selim, Preta. Thỏ Selim là một thương nhân sinh sống và làm ăn trên khu vực giáp danh của khu rừng Trăng Vạm và lâu đài Khởi Nguyên. Bằng trực giác nhạy bén của một thương nhân, hắn nhanh chóng bành trướng thế lực và trở nên giàu có. Với khối tài sản kếch xù, để bảo vệ khối tài sản này, Selim nhờ cậy chuyên gia cơ khí Moren và tạo ra lâu đài Giả Kim. Bất hạnh thay cho Selim, khi Preta chỉ huy tối cao của lực lượng Sa Đoạ để mắt đến hắn, Selim chiến đấu bằng hết sức bình sinh, thậm chí còn tung ra con át chủ bài Omega nhưng không thể giành chiến thắng. Khi Preta sai Scud, một vị chiến tướng khát máu nhất của lực lượng Sa Đoạ, ra dọn dẹp chiến trường, khiến Omega phải mau chóng đưa Selim và Moren chạy trốn. Kết cục được định, nhanh chóng tất cả gia sản hắn tốn vô số bao năm tích lũy tan thành mây khói và rơi vào tay kẻ địch chỉ trong một đêm. Khao khát lấy lại tất cả những gì đã mất, Selim trở lại khu rừng Trăng Vạn và nhờ Theonat giúp lấy lại lâu đài, và đổi lại hắn phải trở thành người bảo vệ khu rừng. Từ ngày đó, mối thù của hắn ngày càng lớn và quyết tâm một ngày nào đó phải lấy lại cả vốn lẫn lời từ lực lượng Sa Đoạ và đặc biệt tên chỉ huy Preta. Một trong hai kẻ phải có một kẻ chết thì mối thù này mới ngừng lại. Top 4, Malak. Theonat là chủ nhân của khu rừng Trăng Vạn, mang trong mình sức mạnh của kẻ diệt thần. Theonat chính là người duy nhất trên miền đất hứa có thể một mình hạ được chúa tể bóng tối, chỉ huy tối cao của lực lượng Sa Đoạ. Từ đó Theonat trở thành kẻ thù số 1 của lực lượng Sa Đoạ, và Malak kẻ kế thừa chiếc ghế chỉ huy tối cao của lực lượng Sa Đoạ thề tiêu diệt Theonat, trả thù cho mối sỉ nhục này. Dù tận dụng rất nhiều thủ đoạn và các cuộc chiến không ngừng, nhưng Malak chưa lần nào thành công. Khi mà Theonat luyện hóa thành công được sức mạnh của Hắc Ám sau khi cô tiêu diệt được chúa tể bóng tối, giờ đây thế lực mạnh nhất miền đất hứa gọi tên Theonat chiến binh hùng mạnh nhất, nhưng với bản tính lương thiện và không thích tranh đấu, khu rừng Trạng Vạn trở thành lực lượng trung lập duy nhất trên miền đất hứa. Nhưng Malak với tư cách là chỉ huy tối cao của lực lượng Sa Đoạ, ngày nào chưa tiêu diệt được Theonat thì hắn chưa thể gột rửa được sự sỉ nhục này, và mối thù bất tận của Malak và Theonat chưa có hồi kết. Top 3, Toro, Tôn Ngộ Không. Trước khi tiến vào thế giới Liên Quân, Toro chính là Ngư Ma Vương trong truyền thuyết, là ma vương tại núi Hỏa Diệm Sơn, từng là huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Nhưng thật trớ trêu, dòng đời xô đẩy ra sao khiến hai người trở mặt thành thù, gặp là đánh nhau người sống kẻ chết. Từ đó khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung và bị Phật Tổ giam lại 500 năm, sau đó vì bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh mà gây ra sự việc khiến tình huynh đệ tan thành mây khói, đó là đưa Hồng Hài Nhi trở thành tiểu đồng của Quan Âm Bồ Tát, rồi còn trộm quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa vợ Toro. Không chỉ vậy, hắn còn đánh cho Thiết Phiến một trận lên bờ xuống ruộng. Quá tức giận, từ đó Toro thề một ngày nào đó phải đánh chết Tôn Ngộ Không, rửa mối thù này. Khi biết Tôn Ngộ Không hóa Phật và lạc trôi vào thế giới Liên Quân, Toro quyết định đút lót hết của cải cho Ngọc Hoàng và tiến vào thế giới Liên Quân, quyết tìm Ngộ Không rửa mối thù hận. Và từ đó Toro và Ngộ Không trở thành cặp đôi không đội trời chung thứ 3 trong Liên Quân. Top 2, Batman, Zephyr. Mọi người đều tưởng mối thù của Batman và Joker là mối thù không đội trời chung, nhưng không. Batman là đại diện cho công lý và pháp luật, còn Joker hiện thân của tội phạm và sự sai trái. Dù Joker có gây ra chuyện gì thì hắn ta sẽ bị Batman bắt và xử theo luật pháp, nên không thể có chuyện không đội trời chung ở đây. Sự thật là khi đang lần mò theo các vụ án lớn, không thể ngờ lại bị lạc trôi tới thế giới Liên Quân. Và tại đây anh phát hiện ra âm mưu của Zephyr, chúa tể bất tử, cánh tay phải của Malak. Hắn đang âm mưu thông qua cánh cổng nối hai thế giới để biến trái đất trở thành hậu phương của lực lượng Sa Đoạ, quyết tâm chặn đứng âm mưu tà ác này. Thế nhưng trước sức mạnh ma pháp, ngay cả Batman đều phải bất lực đến vô vọng. May thay, Van Helsing theo lệnh của Thane đến điều tra Zephyr, đã kịp thời xuất hiện giải cứu Batman. Cùng nhau cả hai chiến đấu đẩy lui được Zephyr, phá tan kế hoạch xâm chiếm thế giới khác của hắn từ trong trứng nước. Được sự trợ giúp và lời mời từ Van Helsing, Batman quyết định gia nhập lâu đài Khởi Nguyên và thề sẽ phải tiêu diệt được Zephyr và chống lại lực lượng Sa Đoạ để bảo vệ trái đất khỏi thảm họa diệt vong. Từ đây, chính tình yêu quê hương trái đất khiến cho mối thù với Zephyr ngày càng lớn và trở thành mối thù không đội trời chung, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Batman. Top 1, Murad Azenka. Selim có mối thù tư lợi với Preta, Malak có mối thù danh dự với Theonat,
Toro có mối thù gia đình với Tôn Ngộ Không, còn Batman có mối thù vì lợi ích của trái đất và sinh linh với Zephyr. Nhưng lớn hơn tất cả, đó là mối thù không đội trời chung của Mudat với u hồn sa mạc Azenka. Một mối thù không gì diễn tả được, khi không chỉ mất đi gia đình, người thân mà còn mất đi cả bao nhiêu triệu triệu sinh linh của đế chế. Để hiểu thêm về mối thù này, chúng ta cần kể lại, đó là khi chàng hoàng tử Mudat kế thừa ngôi vị và trở thành vị vua hùng mạnh, bành trướng thế lực khắp sa mạc. Để bảo vệ lợi ích của bản thân và muốn tiêu diệt kẻ thù mà hắn chưa thể động vào, khi Mudat có trong tay sức mạnh của thanh gươm Andorra có thể đánh bại mình. Để thực hiện được mục đích, Azenka quyết định lập một hiệp ước đầu hàng có điều kiện với Mudat. Quá vui mừng, Mudat đồng ý và rơi vào ngay âm mưu của Azenka. Phát hiện ra bí mật của thanh gươm Andorra, Azenka ngầm gây ra các thảm họa, khiến Mudat vận dụng quá nhiều sức mạnh của thanh gươm, khiến hoàng đế mất đi sức mạnh bảo vệ vương quốc. Chính lúc này, Azenka vùng dậy và xóa sổ toàn bộ vương quốc của Mudat. Bằng vào sức mạnh còn lại, Mudat là người duy nhất sống sót và thề rằng ngày nào đó chàng sẽ giết Azenka và khôi phục lại danh dự và vinh quang cho đế chế. Trên đây là top 5 cặp đôi tướng không đội trời chung. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Các anh ơi, nhớ để lại một like và một đăng ký kênh cho sếp của tớ nhé. Justice will always prevail. Enemy double kill! An enemy has been defeated! Để ủng hộ kênh, các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông. Các bạn chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất, sau đấy chọn lưu lại. Tiếp theo, các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.